Ngươi biết ta là ai mà. Đừng có giả ngu với ta. Thế này chưa xong đâu. Đám MBG đó chắc sẽ tiếp tục việc này sau đây. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Ngươi muốn biết điều gì? Ta không hiểu. Ngươi muốn điều gì cơ chứ? Ờ, ta hiểu rồi. Ngươi muốn tự do. Ngươi muốn thoát ra. Ngươi muốn về với vũ trụ của ngươi. Ngươi không thuộc về nơi này. Thế nhưng, có những thứ đang cố ngăn cản ngươi. Sự kiểm soát, sự tự do, cái vương quốc đó, và cả hắn nữa. Hả? Tại sao ta lại không ngăn cản ngươi ư? Làm gì có lý do để ta làm vậy, đúng chứ? Ta là ai ư? Có lẽ ta sẽ cho ngươi biết chút ít về ta vậy. Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về một thực thể rất nguy hiểm. Đó chính là thực thể số 100, You Know Who I Am. Nào, giờ chúng ta sẽ cùng phân tích sơ lược khả năng và đặc tính của thực thể này nhé. Thực thể số 100 là một thực thể thường cư trú ở level... Mặc dù thông tin trên đã được xác thực, nhưng việc tiếp cận thực thể này dường như là không thể. Về khả năng, thực thể này luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất kỳ con mồi nào mà nó nhắm tới. Đầu tiên, nó sẽ xâm nhập vào tâm trí nạn nhân, từ đó điều khiển hoàn toàn cơ thể và tâm trí của họ. Cuối cùng là nó sẽ tự kết liễu nạn nhân. Việc giao tiếp với thực thể này cũng được báo cáo là tương đối dễ vì chúng cũng thông thạo mọi loại ngôn ngữ. Có khi là chúng còn thông minh hơn cả chúng ta. Có vẻ người đã nhận ra rằng ta mạnh hơn, nhanh hơn và thông minh hơn người rất nhiều rồi nhỉ? Thực thể số 100 là một thực thể rất thông minh, xảo quyệt và tất nhiên là không thân thiện một chút nào. Sau khi chiếm lấy thân xác của một sinh vật bất kỳ, nó sẽ dùng chúng với mục đích gây hại cho những người khác, hoặc là moi thông tin từ họ, hoặc là cả hai. Phỏng đoán ngoại hình của thực thể này giống như một hình nhân đen thui, cùng với đôi mắt phát sáng trắng tinh, nó có thể dùng đôi mắt của mình để làm đối phương bị choáng. Thực thể này cũng xuất hiện một thứ gì đó ở đằng sau lưng, nhưng có vẻ nó sẽ thay đổi theo từng góc nhìn của mỗi người. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, chúng sẽ hiện hình nếu trong trạng thái phẫn nộ. Trang phục thông dụng của thực thể hầu như là mũ bóng chày màu đỏ, một cái quần jean màu xanh và một đôi sneaker xám. Thực thể này có thể nói, nhưng thường thì nó sẽ chỉ nói, "Xin chào, ta là..." Theo mình thì có lẽ chúng chỉ có khả năng giao tiếp toàn diện nếu đang chiếm hữu thân xác của một sinh vật sống nào đó. Một điều khác đáng chú ý là thực thể này chỉ hiện nguyên hình trước một vài cá nhân đặc biệt. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm được gì ư? Ngươi không thể ngăn cản ta đâu. Tại sao ngươi vẫn ở đây vậy? Ngươi muốn một phần thưởng sao? Thật đấy à? Ta đã cho ngươi một miêu tả chi tiết về ta, hành vi của ta và thậm chí là sự hiện diện của ta. Ngươi còn muốn gì chứ? Ý của ngươi là sao? Ta chỉ là một trong những thực thể mà các ngươi phân loại. Ngươi biết đấy, giống như cái đám mà các ngươi gọi là particle ấy, đại loại là vậy. Vậy ư? Ta cũng chẳng khác mấy đâu. Ngươi muốn gì đây? Một câu chuyện à? Được rồi. Ổn thôi, ta sẽ chơi cùng ngươi vậy. Ta có một đoạn băng kỳ cục này, chắc là ta sẽ mở nó ra vậy. Sau đây, mình sẽ kể lại những diễn biến của đoạn băng được ghi lại vào năm 2008 giữa cuộc chặn chám của tổ chức MBG, cụ thể là Overseer A, Strike và một số đặc vụ khác với thực thể số 100. Trước khi đi vào phần chính thì để mình nói qua một chút về tổ chức MBG nếu ai đã quên hoặc chưa biết nhé. MBG hay viết tắt cho Major Explorer Group là tổ chức lớn nhất đang tồn tại trong Backroom với nhiều căn cứ giải rác khắp Backroom có nhiệm vụ khám phá, ghi chép về thực thể, level, vật thể hoặc cứu giúp những người lang thang. Tổ chức này được điều hành bởi các Overseer, những người có chức vụ cao nhất trong tổ chức. Cụ thể đó là Overseer A, Shrek. Thực ra là còn hai Overseer khác, nhưng mà họ không đóng góp quá nhiều trong sự việc lần này, nên mình sẽ không nói về họ. Giải thích đã xong, giờ thì ta sẽ cùng đến với đoạn băng ghi âm nhé.
Đoạn ghi bắt đầu về việc Strike hoảng sợ trước thực thể số 100 vì có vẻ hắn đã thao túng một đặc vụ của tổ chức và tấn công những đặc vụ khác. Ở đây, thực thể số 100 đã tiết lộ rằng cơ thể gần nhất mà hắn đã từng chiếm hữu là một Partygoer. Điều này chứng tỏ rằng khả năng thao túng của thực thể có thể được dùng lên các thực thể khác. Strike lúc này vội vã gọi thêm các đặc vụ khác vào để đối phó với cái thứ trước mặt anh. Mặc cho vậy, thực thể vẫn tỏ ra khá là ung dung, kiêu ngạo, như thể hắn nghĩ hắn bất khả chiến bại vậy. Thực thể số 100 sau đó đã tạo ra một cây súng, đưa cho Strike và bảo anh hãy bắn thử vào đầu hắn. Và đúng như dự đoán, súng không có tác dụng. Thực thể lúc này cười nhạo và mỉa mai anh, một tình huống thật nguy cấp. Nhưng may thay, ba đặc vụ đã được cử tới vị trí của Strike. Nhưng chưa kịp định hình thì đặc vụ thứ hai trong số ba đặc vụ đã bị hắn bẻ cổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Đặc vụ thứ nhất bị hắn áp chế, còn đặc vụ thứ ba thì bị giết ngay sau đó. Còn Strike, anh bị hắn ném thẳng vào bức tường gần đó. Đặc vụ thứ nhất đã tỉnh lại và liền chặt đứt cánh tay của thực thể, khiến nó la hét trong đau đớn. Nhân cơ hội, Strike bỏ chạy sang khu vực khác, trong khi đặc vụ thứ nhất đang bị thực thể nhắm đến. Anh tụ họp lại với các Overseer và gọi thêm binh lực để đối phó với tình hình. Qua đoạn băng ghi âm trên, chúng ta có thể thấy sức mạnh kinh khủng của thực thể số 100. Hắn có sức mạnh phi thường, rất nhanh, có khả năng chi phối cơ thể của con người và thậm chí là các thực thể khác, khả năng triệu hồi các đồ vật từ hư vô, và có khi thực thể này vẫn còn nhiều khả năng mà chúng ta chưa biết tới. Vừa lòng chưa? Ngươi đừng đùa ta đấy à? Chẳng có gì sẽ xảy ra đâu. Không, tại vì đó là thông tin tuyệt mật.